Rồi, hello xin chào các bạn nha. Đó, bây giờ ông anh mình ổng anh giúp mình moi lục bình ra các bạn để mình móc lỗ mình câu á các bạn. Đó, ảnh ở dưới đây ảnh nhiệt tình ghê luôn các bạn. Đó. Đó. Mình nhờ ảnh đó các bạn. Để đợi nước lớn là các bạn thấy không? Nước nó đang gồng rồi các bạn. Đó. Rồi ảnh giúp mình móc lỗ bự bự ra, ảnh cầm cây để cho lục bình đừng có máng vô các bạn. Tại hồi qua cá nó sảy các bạn. Đó. Rồi khi nào mình câu á, bắt đầu mình quay cho các bạn coi cái tiếp nha. Rồi giờ mình câu cá nha các bạn. Đó, giờ mình câu cá lồng tông chơi nha các bạn. Thank you.
I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I miss you know. I can fly high, I can go low. Lên được em nha các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Cá lồng tông bự không nha các bạn. Giờ nó rộng các bạn, cá lớn nó cũng không vô luôn. Nó câu mấy cái này nó phá mồi quá, mình chơi nó luôn. Cá lồng tông nó phá mồi nữa trời ơi, vuột các bạn thấy không? Bây giờ cá lồng tông sướng luôn các bạn ơi. Dính rồi. Mày hả mày? Mày quậy tao hả mày? Kéo thấy ghê các bạn. Cá nhỏ nó khó. Giờ chưa có cái lớn tối. Nên mình câu cái tối luôn nha các bạn. Gu mày bự các bạn thấy không các bạn? Nổi lên đầu lên luôn á. Nói đi từ từ sẵn thì sao? Trời muốn chỉ mưa nữa các bạn.
rồi kìa. Cái nhỏ dễ thấy ghét kìa chứ. Không quan tâm cần này nữa, mình còn cần nữa các bạn. Cần nó quăng băng cá nhỏ ghét quá. Rồi con kiếm mới cá lồng tông về kho tiêu. Nữa các bạn, đó cá lồng tông bự ra các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Bự ghê các bạn. Cái lồng tông này cái chừng 2-30 con thôi. Đủ câu quéo các bạn. Đó, câu quéo câu tiêu hết sảy các bạn. Đó, mình cho các bạn coi này nha. Đó, đã không? Cá lồng tông chà bá, cá lồng tông chà bá hả? Này gì nè, bỏ mồi xuống nó phá mồi mình đó các bạn. Mình câu cho nó hết luôn các bạn. Cá lồng tông nó phá mồi các bạn. Câu cho nó hết cho nó khỏi phá mồi nữa. Rồi, đọc ở đồng. Để cần này ở đây đi. Chủ yếu mình câu cần này các bạn. Ủa giờ ở vuột rồi hả? Rớt xuống rồi các bạn. Giờ ngay chắc mưa các bạn ơi. Rồi vừa mới nhắc ổng cái mưa rồi trời. Nè các bạn thấy không, mình nói ngay chốc ngay các bạn. Đó, mày chạy đường nào? Con cá rô mề bự bằng ba ngón tay nghe các bạn. Đó, mình để mồi hồi là thế nào nó cũng ăn các bạn thấy không? Đó, mưa quá trời là mưa nè các bạn ơi. Đó, đồ đạc này ướt nè các bạn. Còn mình mặc áo mưa. Các bạn thấy không? Thì mình đang trốn này cho các bạn coi luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, mưa quá trời mưa nha các bạn. Đó, mưa mình quay cho các bạn coi luôn. Đó, cá rô mề bự bằng ba ngón tay nha các bạn. Nó đâm mình cái đau quá các bạn ơi. Rồi mình khi nào mình chín mình quay tiếp cho các bạn coi nha. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Đó, cá rô biển nha các bạn. Đó,
các bạn thấy cá rô biển bự ghê không? Đó. Sướng nha các bạn. Giật lên cái sướng tay luôn nha các bạn. À, rồi khi nào mình quay tiếp mình cho các bạn coi tiếp nha. Trời ui ui này kia là trời mưa lâm râm nha các bạn. Câu cá nó mới sướng các bạn. À, các bạn nhìn thấy không? Đó, mình để cái phao mình lè các bạn. Đó, xung quanh mình các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy nhìn thấy cực khổ không? Đó. Mình ngồi thấy các bạn thấy cực khổ không? Đó, cái chân nước nó lên đó các bạn. Nước lớn nó lên quá trời này các bạn. Đó, giờ mình ngồi đây mình câu nè. Đó, xung quanh là các bạn thấy không? Đó, câu nhìn thấy đã không? Đó. Rồi khi nào mình dính mình cá bự mình quay cho các bạn coi tiếp nha các bạn. Cá chèn nha các bạn. Mình thấy không? Cá chèn nha các bạn. Đó, mình câu ở đây mình dăn dù ở đây nè các bạn. Bớt mưa rồi các bạn. Giờ cá nè các bạn. Rồi khi nào mình dính mình anh em cá chèn nha các bạn. Anh thấy không? Đó, cá chèn nha các bạn. Lên một cái cá chèn không? Lên một em cá thác lát nha các bạn. Bạn thấy bự không? Đó. Rồi thành quả của mình bạn. Hôm nay mình đi câu nha các bạn. Giờ mình đổ ra cho các bạn coi nha các bạn. À. Đổ ra. Nhiều lắm á. Bạn chắc lật ngửa hết rồi. Cây kiểu này. Giờ mình đổ cá ra nha các bạn. Nấu cá nha các bạn. Nấu cho nó ra hết. Dưới ngàn cá gì đây? Cá chốt. Rồi nhiêu ở đây nha các bạn. Bây giờ mình đổ ra cái gỗ cho các bạn coi nha. Cá chốt nó còn sống nha các bạn. Bạn thấy không? Tăng 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 tăng. Đó, các bạn thấy không? Bạn thấy đã ghê không? Đó, quá trời cá luôn nha các bạn. Cá rô biển, rồi cá thác lát, rồi cá rô mề, rồi cá chê, rồi cá lòng tâm, rồi tùm lum cá các bạn, quá trời hội cá luôn. Các bạn thấy đã không? Nhóc luôn nha các bạn, bây giờ mình mặn mới được. Video của mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.